Bên trung tâm cây giống cung cấp mít ruột đỏ sơ vàng gốc to gốc nhỏ thì hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta kỹ hơn gốc to như thế nào là gọi là gốc to, còn gốc như thế nào gọi là gốc nhỏ nha. Giống như cái lô trước màn hình quý bà con chúng ta đây nè, cái lô này thì bên Ly sẽ bán xô cho chủ đầu tư, bán xô là gốc thì từ 1/4 tới 2/5 nha. 1/4 tới 2/5 thì cái đường kính nó giống như thế này, thì tùy theo phân khúc và tùy theo quý bà con chúng ta hợp đồng với bên trung tâm cây giống là như thế nào nha. Phân tư thì chúng ta lấy cái đồ chúng ta đo á, thì đủ 1/4 rồi, từ 1/4 đổ lên, tức là từ 2/5 đổ lại ha. Cây từ 1/4 tới 2/5 là cây nó cũng vừa trồng rồi nha bà con. Thì Ly có chia ra nhiều phân khúc khác nhau lắm. 1/3 tới 1/5. Đây, 1/3 tới 1/5 là nó sẽ như thế này nè. Là dạng gốc trung bình của bên trung tâm cây giống nha. Giá bán lẻ là 45k một cây nha bà con. Thì Ly cũng muốn chia sẻ giá cho quý bà con chúng ta luôn. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 5 năm 2023 nha. Thì giá có lúc này lúc khác nha. Giá hiện tại Ly báo, Ly cung cấp giá như thế nào thì Ly cũng muốn báo cho quý bà con chúng ta. Tại vì mít nó không có cố định giá được nên Ly không có tiện chia sẻ cho quý bà con chúng ta thôi, chứ không phải là giấu giếm giá gì hết. Nếu anh chị nào chúng ta quan tâm thích trồng mít ruột đỏ sơ vàng theo thời điểm thì chúng ta lưu cái số điện thoại trên màn hình lại giúp Ly, trung tâm cây giống ha. Để khi nào mình cần ha, tham khảo về giá cây giống lúc lên lúc xuống nè, hoặc là mình cần bán trái nè, hoặc là cần hỗ trợ kỹ thuật thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống, lưu ngay hai số điện thoại lại nha bà con. Đây, gốc từ 1/3 tới 1/5 là nó sẽ giống như thế này đó. Thì lúc nào thì Ly cũng có ở khu ghép mít cũng như là nơi sản xuất của bên trung tâm cây giống, số lượng lúc nào cũng phải có là từ 20.000 cây đến 30.000 cây nha, thì tùy theo đợt nữa. Rồi bên đây thì gốc to hơn tí xíu, bên đây thì Ly làm xô luôn, Ly chưa có lựa ra riêng, tức là lúc mà bên trung tâm cây giống ghép á, Ly không có lựa gốc to gốc nhỏ ra riêng, nên quý bà con chúng ta nhìn thấy nó có to có nhỏ chung ở trong đây ha. Là mời quý bà con chúng ta cùng đi tham quan cùng Ly một vòng nha. Cất lên quay giùm em đó, mời quý bà con chúng ta cùng đi xem ha. Còn cái cây giống đây, quý bà con chúng ta nhìn thấy cái cây không ạ? Bên Ly lựa phân khúc nè, phân khúc để mình làm nhân giống á. Cái cây nó rất là thẳng, đều thẳng là đầu tiên nè. Còn cái thứ hai nữa là cái da cây nó rất là láng, nó không có bị sần nha. Bị sần tức là nó bị da cóc đó. Quý bà con chúng ta hình dung được cái da của con cóc như thế nào thì cái cây của mình như thế đó. Là cái hàng đó thì bên Ly không có làm, Ly sẽ lội ha. Ly sẽ lội ra. Đó, chọn những cái cây giống đẹp ha. Còn cái thứ hai nữa là lấy cái nguồn bo từ cái vườn cây đầu dòng của bên trung tâm cây giống ghép vào ha. Đó, nên sau này chúng ta trồng đó, nó mới chuẩn 100% là mít ruột đỏ sơ vàng. Nếu chúng ta trồng mà lai nha, Ly chia sẻ là bị lai mít ruột cam. À, mít ruột cam, mít cam đào á, thì chúng ta sau này bán nó không có giá trị bằng mít ruột đỏ sơ vàng nha. À, nguyên một khu ở dưới này nè, đi sẽ đi quay cho quý bà con chúng ta xem ha. À, đi sâu sâu dưới này nữa. Rất là rộng lớn. Đợt sau này bên Ly cũng đang nhân giống à. Đó, đang nhân giống đợt sau này nha. Đợt này thì rút vịt rồi. Rút vịt rồi. Gốc này là gốc nhỏ. Là giá nó sẽ khác nữa. Giá bán lẻ là 40k một cây. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta mua giá sỉ thì Ly có cung cấp là 38.000 trên một cây nha. Gốc to, gốc nhỏ thì còn rất là nhiều. Đây. Lô này thì mới gắn bịch thôi đó, mới ghép thôi, mới ghép chưa thành phẩm nha. Đó, chừng nào nó lú lên, nó lú ra cái lá nhỏ thì mình mới rút cái bịch này ra, mình rút bịch ra mình xịt thuốc ha, xịt thuốc xong rồi cái đầu mình đem đi ra rồi mình xả nắng nữa, xả nắng cho nó quen khí hậu ha. Cái lô sau cũng rất là đẹp nha. Nếu anh chị nào chúng ta mà muốn trồng liền nè, hoặc là mình hợp đồng trước khoảng 15 đến 20 ngày, hoặc là mình hợp đồng trước khoảng 1 tháng 2 tháng thì Ly cũng có nhận theo hợp đồng. Tại vì bên Ly nhân giống số lượng nói theo với nhau giống như thế á. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái lô mít gốc to nè, cũng như là gốc nhỏ nè, cũng như là báo giá cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo ha. Cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm thì liên hệ ngay với bên trung tâm cây giống nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.